Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục làm cái video để phân tích cho kế hoạch giao dịch tuần mới nhá. Thì thường thường thì mình sẽ làm vào hôm thứ bảy, nhưng hôm qua mình có bận chút việc nên là mình không có làm được. Thì hôm nay mình làm cái video để hướng dẫn các anh chị các bạn, cũng như thể là phân tích thị trường để cho các anh chị các bạn tham khảo thêm kế hoạch giao dịch trong tuần mới. Thì tuần vừa rồi thì có khá nhiều các cặp đi theo đúng xu hướng. Tuy nhiên cái cặp mà gây cái sự bất ngờ và cũng là sai xu hướng nhiều nhất đó là vàng. Vàng đã tăng một cách rất là bất ngờ và rất là nhanh trong một tuần vừa rồi, nên là mình nghĩ là có rất nhiều các anh chị các bạn cũng dính vào vàng và cũng đang nếu các anh chị các bạn mà giao dịch mà bắt đỉnh nhá thì cũng sẽ bị thua lỗ, và đang có thể là có những người các anh chị các bạn vào lệnh quản lý vốn không tốt thì dẫn đến cháy tài khoản, có những người thì sẽ đang bị thua lỗ rất là nặng ở thời điểm hiện tại đối với vàng. Còn một số cái cặp mà mình phân tích theo xu hướng như thể dòng G hoặc là dòng EU, OCS thì cũng đang đi theo xu hướng khá là tốt. Thì tuần này mình tiếp tục, mình sẽ phân tích những cặp mà tuần trước mình đã phân tích để cho các anh chị các bạn có thể có thêm cái tham khảo cho giao dịch tuần mới nha. Mình bắt đầu từ Bitcoin đi. Cũng rất mừng là Bitcoin đã hầu như cũng đi đúng theo những cái gì mình dự tính, có nghĩa là mình vẫn ưu tiên buy hơn là sell trong thời gian vừa qua. Thì ở hiện tại các anh chị cũng thấy là một cái mô hình mà nó rất là điển hình, cứ sau một khoảng thời gian tăng mạnh thì nó sẽ xuất hiện cái mô hình này, nó đã phá lên. Thì cứ sau một xu hướng tăng mạnh, sau đó nó sẽ hình thành cái mô hình, cái nêm hoặc là cái mô hình tam giác, thì các anh chị có thể là dựa vào. Và tiếp tục là trong những ngày vừa rồi, tuần vừa rồi nó đã tăng khá là mạnh. Thì ở cái vị trí hiện tại như thế nào, Bitcoin nó có những cái yếu tố nào ủng hộ cho một xu hướng tăng trong thời gian tới không? Thì với cái hệ thống giao dịch của mình, với những cái dấu hiệu, tín hiệu của mình, Bitcoin nó đang ủng hộ cho một xu hướng tăng. Đó là phụ thuộc vào một số cái dấu hiệu phá vỡ cái đường trên xu hướng giảm đây, cũng là phá vỡ cái mô hình, cái niêm luôn, mô hình tam giác thu nhỏ. Và đồng thời cái đường giá nó nằm trên giao cắt giữa EMA 20-50 và có những cái mô hình nến ở cái vùng giá này khá là tốt. Các chị các bạn quan sát cũng thấy đây là một cái vùng mà kháng cự, có thể là trong tuần tới, trong những ngày tới Bitcoin có thể là vượt lên và phá vỡ được. Đó là cái vùng mà giá 10.500 đô. Đây là một cái vị trí mà khá quan trọng. Thì những cái anh chị các bạn nào có thể là theo dõi thì vẫn đi theo xu hướng này, nó ủng hộ nhiều hơn. Về cái mô hình, về cái dấu hiệu của mình thì mình vẫn ủng hộ cho một xu hướng tăng trong thời gian tới. Thì để mà ủng hộ cho xu hướng tăng thì mình có những cái điểm vào lệnh và dừng lỗ chốt lời như thế nào, thì các anh chị các bạn cũng có thể là quan sát. Đáng lẽ để mà có một dấu hiệu đẹp á, có một cái điểm vào lệnh đẹp á, thì khi mà nó rách out qua cái chen xu hướng giảm này, cái cây này này chính là cái cây nến dẫn đường. Nếu các anh chị các bạn theo dõi phương pháp thì các anh chị sẽ hiểu là đây là một cây nến dẫn đường. Thì khi mà cái cây nến này nó bật lên mạnh và nó nằm trên EMA 20-50 như thế này thì các anh chị có hoàn toàn có thể là vào và top loss ngay ở dưới cây này. Thì cái tỷ lệ chiến thắng của các anh chị sẽ cao và cái TB của các anh chị có thể là dài hơn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì các anh chị vẫn có thể là tham gia tiếp tục vào là mua ở cái vị trí khoảng 9.600 và các anh chị TB khoảng 10.500. Thì đây cũng tỷ lệ 1-1 vẫn thỏa mãn cái yêu cầu. Cái tỷ lệ này và có cái điểm dừng lỗ ở đây cũng khá là hợp lý. Thì với cái hệ thống, với cái những cái gì mình phân tích đưa ra thì mình chỉ ưu tiên buy, không ưu tiên sell ở thời điểm này nhá. Thì các anh chị các bạn quan tâm đến Bitcoin thì cũng hy vọng là các anh chị các bạn tìm được cái điểm vào lệnh nó tốt. Và đây cũng là một cặp mà mình theo cái hệ thống, theo cái xu hướng của mình thấy khá là đẹp. Thì các anh chị hoàn toàn có thể quan tâm Bitcoin nha. Hy vọng trong thời gian tới Bitcoin còn tăng nữa với những cái mô hình, với cái dấu hiệu đẹp như thế này. Mình qua chứng khoán Việt Nam. Thì những kỳ vọng vừa rồi là sau khi nó hồi, kỳ vọng là thị trường có thể tăng mạnh sau một khoảng thời gian giảm và hình thành những cái mô hình xu hướng. Tuy nhiên là những cái đợt hồi này, như cái đợt lần trước mình có nói là nó chưa có hồi quá mạnh và mình cần điểm hồi nó mạnh hơn á. Tình hình hiện tại gió đã đổi chiều và có thể là xu hướng trong thời gian tới, những ngày tới thị trường chứng khoán Việt Nam có thể giảm nữa. Tại vì các anh chị cũng thấy là khi nó hình thành một cái mô hình mà đỉnh sau này thấp hơn đỉnh trước, và cái cây nến dẫn đường này có thể là một cái cây nến rất là mạnh. Cái cây nến này là một cái cây nến dẫn đường, có thể trong thời gian tới nó sẽ làm cho thị trường tiếp tục đi xuống. Thì những kỳ vọng của thị trường có thể là về giảm đến cái vùng nào, đó là các anh chị cần chú ý đến cái vùng này. Mình nghĩ đây là một cái vùng mà khả năng thị trường có thể giảm nữa. Tại vì hôm trước mình cũng kỳ vọng là đây là một cái vùng mà có thể là xem xét hỗ trợ mạnh. Hiện tại thì tình hình Covid nó đã xuất hiện lại ở Việt Nam,
Nên là cái này cũng là một cái yếu tố mà dẫn đến sự lo lắng của các nhà đầu tư, nên là một số các nhà đầu tư đã bắt đầu rút dần vốn về để tránh tình trạng là thị trường có thể là xuống sâu hơn nữa. Nên là các anh chị cũng cần chú ý là khả năng trong tuần tới thị trường chứng khoán Việt Nam còn xuống nữa, và kỳ vọng đến xuống đến cái vùng, thứ nhất là mình phải kỳ vọng xuống đến cái vùng 800 điểm, đúng không? Khả năng nó có thể giảm xuống 800 điểm, mà xuống sâu hơn thì khoảng là 750 điểm. Thì đây là hai cái vị trí mà các anh chị các bạn có thể là tham khảo nha. Và với thị trường chứng khoán Việt Nam thì tuần tới mình cũng chỉ ưu tiên sell hơn là ưu tiên buy, có nghĩa là thị trường sẽ tiếp tục giảm xuống, hạn chế các anh chị các bạn mua tích lũy ở cái thời điểm này, chờ thị trường ổn định một chút rồi mình mới xem xét được, có thể là ổn định một tuần hoặc là vài ngày tới thì mình mới xem xét như thế nào. Còn hiện tại nó có những cái dấu hiệu dẫn đường như thế này thì khả năng là thị trường còn xuống nữa nhé, tại vì là nó đã vượt xuống đường giá giao cắt EMA 20-50 và một cái cây nến giảm hôm thứ sáu rất là mạnh, đây giảm hai mươi mấy điểm. Cái gì các bạn cũng thấy là đây là một cái cây nến có thể là xem xét là dẫn đường và tiếp tục giảm trong thời gian tới nhé. Đó là chứng khoán Việt Nam. Với cái dấu hiệu này thì thị trường đang có những cái đà suy giảm và không có nhiều cái tín hiệu tích cực, nên là một là các anh chị các bạn đứng ngoài thị trường chờ đợi, hai là các anh chị các bạn chờ những cái vùng mua hỗ trợ nó tốt để các anh chị các bạn có thể là xem xét nắm giữ vào. Về chứng khoán Mỹ đi, chứng khoán Mỹ thì thật sự là cũng chưa có những cái gì biến động quá mạnh và nó cũng chưa có những cái tín hiệu tích cực. Thì cặp này mình chú ý một số điểm, đó là cái vùng kháng cự ở trên này các anh chị cũng quan tâm, tại vì đây là cũng là một cái sóng tăng của nó, khả năng là nó lại hồi về một chút rồi nó tiếp tục nó đi lên theo cái xu hướng này. Cặp này thì mình xem xét là nó không được đẹp nên là mình không có phân tích nhiều, và ở cái vị trí hiện tại tín hiệu mua cũng khó và bán cũng khó, mình mua thì lại mua cao quá rồi mà bán thì cũng chưa phải phù hợp, chưa có những cái dấu hiệu dẫn đường nó rõ ràng, nên là mình cũng không có phải vội vàng nhá. Đối với chứng khoán Mỹ thì S&P 500 mình có thể là đứng chờ đợi. Tương tự là giá dầu sau một khoảng thời gian tích lũy này, các anh chị thấy nó cứ tích lũy nó đi ngang như vậy thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, và giá dầu cứ khoảng 40, 41, 42 xem như nó đang ở giữ được cái mức giá này. Thì cái kỳ vọng của mình á, thì mình cũng luôn kỳ vọng là nó sẽ hồi về một đợt sóng rồi nó mới đi lên thì nó sẽ đẹp hơn. Thì cũng hy vọng là mình mà chờ mua thì mình sẽ chờ giá dầu hồi về rồi mình mới mua lên nha. Còn giá hiện tại với giá dầu thì mình không có can thiệp vào và không tham gia cặp này, và cặp này cũng xem xét là không có đẹp nữa. Các gì thấy là sau một khoảng thời gian rất là dài nó chỉ ở giữa cái mức mà khoảng là 38 đến 412 là cái giá dầu nó cứ đi xung quanh cái vùng giá này thôi, và nó chưa có những cái dấu hiệu dẫn đường hoặc là chưa có dấu hiệu tích cực trong thời gian tới, nên là mà các anh chị các bạn có muốn thì hãy chờ đợi thêm tín hiệu trong thời gian tới nhé. Và một cái mà mình dự đoán khá là chính xác là đó là đồng USD giảm. Đồng USD rất là giảm rất là mạnh trong thời gian vừa qua, các anh chị thấy này, đúng không? Khi một xu hướng xuất hiện, khi một xu hướng hình thành thì nó hình thành ngay một cái xu hướng, đến cái thời điểm nó hồi về và nó đi theo cái xu hướng này thôi. Hôm trước mình kỳ vọng là đến cái vị trí hỗ trợ ở đây, và tuần vừa rồi nó đã phá vỡ luôn và chốt nến rất là thấp ở cái vị trí hiện tại. Với cái dấu hiệu như thế này thì liệu USD còn giảm được hay không? Thì các anh chị các bạn phải chú ý một điều, USD sẽ tiếp tục trong một cái xu hướng giảm và đang giảm khá là mạnh. Ở thời điểm hiện tại thì hầu như là mình sẽ không tiếp tục bán xuống nữa, và mình phải chờ đợi một cái sóng tiếp theo. Ở những thời điểm này có nghĩa là nó sẽ hồi về rồi mình sẽ theo tiếp tục cái sóng này. Tại vì mình cũng thấy đó, khi mà mình mua được cái giá tốt ở trên này, mình bán được cái giá tốt ở trên này thì cái sóng của mình đến bây giờ là cũng khá là dài rồi. Các anh chị cũng thấy chờ hồi về và mình tiếp tục bán xuống thì mình chấp nhận được theo cái xu hướng này. Còn hiện tại ở đây thì hạn chế là bán đuổi theo xu hướng nha. Thì rất là mừng là USD đúng như dự đoán của mình thì đã, các anh chị các bạn nào mà giao dịch dòng mà liên quan đến USD thì đã kiếm được lợi nhuận, như thế EU, NU hoặc là GU là những cái cặp mà, hoặc là UCSF, UCAC là những cái cặp mà liên quan đến USD và đúng theo cái dự đoán của mình và đã kiếm được lợi nhuận nha, tương đối là tốt. Thì chúc mừng các anh chị các bạn. Rồi, một cái mà nó làm ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian vừa qua và được rất nhiều các anh chị quan tâm, đó là vàng. Thì thật ra thì vàng nó tạo thành bởi hai yếu tố. Thứ nhất là vừa ảnh hưởng bởi USD giảm khá là nhanh, thứ hai là giá vàng cũng thúc đẩy tăng mạnh lên. Thành thể ra cái sóng vàng vừa rồi, các anh chị thấy một tuần vừa rồi lên liên tiếp và toàn những cây xanh không? Các anh chị thấy sau một thời gian tích lũy và nó lên như thế này. Thì thật sự với giá vàng hiện tại nó đang 1.900 thì mình không có nói các anh chị các bạn buy hay sell ở vùng này nữa. Thì mỗi cái quyết định buy hay sell
dựa vào các anh chị các bạn phải quyết định thôi. Còn giờ cái yếu tố phân tích kỹ thuật thì nó không còn quá chịu ảnh hưởng tác động nữa, mà nó chủ yếu là phụ thuộc vào cái tâm lý của thị trường ở cái thời điểm hiện tại rồi. Thì ở đây có một số cái yếu tố các anh chị các bạn cần quan tâm, đó là ở những cái khung thời gian lớn hơn thì mọi người phải quan sát để mọi người nhìn nhận. Thứ nhất là về cái khung thời gian tháng thì nó đã chạm cái gần chạm cái mức mà cao nhất kỷ lục rồi, là 1.920 đô ở cái thời điểm là tháng 5 2011 ở đây, đúng không? Thì đó là một cái vị trí mà sắp đỉnh rồi. Các anh chị cũng để ý đây là một cái vị trí mà khá là cao. Theo những cái gì mình nhận định thì tất nhiên là mình đã bán xuống và mình đã lỗ con này rồi. Đó, mình cũng nói thẳng là cái con này hôm trước với cái quan điểm của mình là mình đã bán xuống và mình lỗ, và hiện tại mình lỗ tương đối là lớn đối với vàng khi mà mình tham gia bắt đỉnh. Còn hiện tại thì theo cái quan điểm của mình thì giá đã quá cao rồi. Các anh chị các bạn buy cũng phải cần rất cẩn thận, và các anh chị sell thì cũng phải có những cái phương pháp của mình. Thì quan điểm hiện tại bây giờ bảo đi nhận định thì mình cũng chỉ đoán thôi. Và về cái phân tích kỹ thuật thì nó không phải là cái yếu tố mà bảo là cứ theo xu hướng nữa, và nó đã đi một cái khoảng thời gian khá là dài. Các anh chị thấy là một cái khoảng thời gian liên tục tục này, một cái thời gian như vậy nó đi liên tục như vậy, và nó chưa có một cái đợt sóng hồi mạnh. Các anh chị cũng quan sát thì đưa ra quyết định của mình. Còn mình thì vẫn là nắm giữ, tuy là đang lỗ nặng nhưng mà mình cũng vẫn nắm giữ là lệnh sell trong những ngày tới, ít nhất là phải có những cái đợt sóng hồi thì mình mới có thể là cắt được. Còn hiện tại thì mình không tiếp tục buy cái vùng này nhá. Còn về quan điểm nhận định của các anh chị thì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Thì các anh chị các bạn cứ chú ý, có thể là nó sẽ lên, nó phá qua cái, nó quét top loss ở cái vùng mà 1920, cái vùng đỉnh của mọi thời đại, và nó lại mới đi xuống. Thì cái vị trí này là khá là quan trọng, các anh chị các bạn cần quan tâm nhá đối với vàng. Rồi mình qua phân tích bên biểu đồ của MT4 bên Forex để cho các anh chị các bạn nào đang quan tâm, mọi người có thể là theo dõi nó chính xác hơn trên cái hệ thống hay Canaxi của mình. Về cái hệ thống của mình thì trên hệ thống Canaxi đối với vàng thì các anh chị cũng thấy là một cái hệ thống nó khá là chính xác. Tuy nhiên là vì cái vị trí vàng nó lên cao quá rồi nên là thường thường mình sẽ đưa ra quyết định bắt đỉnh ở trên cái vị trí này. Về cái hệ thống thì không sai, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận là cái vị trí nào mình cần tiếp tục mình mua. Cái quan điểm đầu tư của mỗi người nó khác nhau, giao dịch của mỗi người nó khác nhau. Có những người đến cái vùng quá mua quá bán này thì mình sẽ giao dịch nó khác. Còn về cái hệ thống thì đây là những cái mà nó ủng hộ cho một xu hướng tăng. Thì để cái tín hiệu đảo chiều nó rõ ràng thì nó cũng chưa có, đúng không? Ở trên cái hệ thống Hekenashi của mình, tất cả các dấu hiệu nó đang tăng khá là mạnh. Thì mình cũng nói qua quan điểm của mình đó, ở vùng 1.900 là cái vùng khá là cao, ở trên những cái khung thời gian lớn, khung tuần cũng đã đi rất là mạnh này. Các anh chị quan sát, các anh chị cũng thấy này, đúng không? Nó đi rất là kinh khủng, và khung tháng cũng vậy, nó đã tiệm cận một cái vùng mà kháng cự mạnh ở trên này. Thì thực chất với cái hệ thống, với cái những cái gì đặt ra, các anh chị các bạn cũng thấy là đây cũng chỉ có là nếu các anh chị xác định bắt đỉnh thì các anh chị sell xuống, còn không thì các anh chị các bạn vẫn phải chờ đợi thêm cái tín hiệu. Chứ còn trong thời gian vừa qua vàng là tăng một cách không tưởng, trong những ngày vừa qua nó tăng rất là nhanh, rất là khó trở tay. Thật sự ra thì mình vẫn nói là mình đang ôm cặp này, thì hôm trước mình phân tích sao thì bây giờ cũng vậy. Nhưng mà có thể là cái cách tạo lệnh của mỗi người khác nhau thì nó sẽ cái mức độ thua lỗ nó khác nhau thôi. Còn thị trường thì vẫn để nó quyết định, mỗi cái quyết định tham gia vào đầu tư, mỗi cái quyết định tham gia vào thị trường thì mình phải chịu với nó thôi. Có lúc thì lời được thì cũng có thể lúc là lỗ, cũng có lúc mình đưa ra những quyết định rất là chính xác nhưng mà cũng có những lúc mình mắc sai lầm, thì cái đó mình phải có chịu trách nhiệm với nó thôi. Khi mà mình được thì mình vui mừng, còn khi mà thất bại thì mình cũng phải chấp nhận với những cái quyết định mình đưa ra, và mình sẽ không hối hận với những gì mà mình đã quyết định. Tại vì là có những cái ở trên thị trường này mình sẽ không lường trước được, đúng không? Trong tuần vừa rồi hoặc trong thời gian vừa rồi cũng rất nhiều các cặp mà mình phân tích đúng. Các anh chị các bạn cũng thấy rồi, đôi lúc là sai một cặp thì chuyện cũng bình thường, không có sao hết, thua lỗ quan trọng là mình chấp nhận được ở cái mức nào, đó là tùy vào cái quyết định của mỗi người thôi. Còn ví dụ cái mức thua lỗ này đối với mình có thể là bình thường hoặc là không lớn lắm, nhưng mà đối với nhiều người thì lại rất là lớn, thì nó cũng rất là khó, đúng không? Thì tùy vào những cái vốn và cái mà mọi người chấp nhận được đó. Thì vàng thì ở cái vùng này mình vẫn tiếp tục nắm giữ, nó chưa có sóng hồi thì mình chưa có đã cắt được nha. Cái kỳ vọng của mình chỉ cần hồi, có sóng hồi thì mình mới bắt đầu xử lý lệnh được. Còn hiện tại mình chưa xử lý lệnh được nha.
Đó. Rồi thì mình tạm dừng lại vàng ở đó để mình chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo của thị trường nó như thế nào. Về cái dòng EU thì các anh chị các bạn cũng thấy là EU thì lại quá là tốt đối với khi từ cái những cái mức ở dưới đây hoặc là từ cái mức thấp hơn ở dưới đây, các anh chị thấy không? Hoàn toàn đúng như dự đoán của mình, một xu hướng tăng mạnh, nó phá vỡ cái mức kháng cự ở trên này và đi lên rất là mạnh, và USD giảm EU. Thì những anh chị nào không giao dịch vàng, giao dịch EU theo tín hiệu của mình lại rất là chính xác và kiếm được lợi nhuận tương đối là cao này, các anh chị thấy đúng không? Một cái đà tăng rất là mạnh đó. Thì rất nhiều cái cặp các anh chị có thể tham gia, đó là tùy vào những cái phân tích. Đây là những cái cặp mà đánh theo xu hướng, phân tích theo xu hướng rất là đẹp đúng không? Còn với cái mức giá hiện tại thì mình cũng khuyên các anh chị các bạn ở dưới đây ấy, các anh chị có thể giữ dài hoặc dài nữa để ăn trong dài hạn, còn không thì các anh chị các bạn phải chờ những cái đợt chốt lời rồi chờ những cái đợt sóng hồi về rồi mình mới tiếp tục mình mua theo xu hướng nha. Cái sóng này mới sóng thứ hai thôi, mình sẽ có thể là chờ sóng hồi để mình mua theo xu hướng, còn hiện tại ở đây mình không tiếp tục mua đuổi nha. Quan điểm của mình không phải mua đuổi ở những cái vị trí này. Thì EU lại là một cặp mà rất là chính xác trong thời gian vừa rồi đó. Mình qua UG đi. UG thì cũng có thể xem là một cái cặp mà đã chính xác tiếp tục. Đó là cái gì các bạn thấy là sau thời gian tích lũy ở trên này, mình nói cái gì các bạn bán xuống, và hiện tại là có một cái dấu hiệu dẫn đường khá là tốt và khả năng là UG còn đi xuống nữa nha mọi người. Với cái dấu hiệu nến dẫn đường như thế này, khi các anh chị các bạn sell UG thì các anh chị nhớ top loss ở cái vị trí này cho mình. Hôm trước mình nói top loss ở trên này, nhưng mà bây giờ mình có thể rời top loss ở xuống dưới đây hoặc là top loss ở ngay ở cái cây nến dẫn đường này. Thì đối với UG cũng là một cái tín hiệu đang suy giảm khá là đẹp, và các anh chị hoàn toàn có thể là quan tâm đến cặp này nha. Đó, tuần vừa rồi chỉ có chết về vàng nhiều thôi, còn đa phần các cặp khác là tín hiệu rất là đẹp và các anh chị đã có được lợi nhuận. Cũng rất là buồn là tự nhiên dính vào vàng, tại vì vàng nó đi khá là nhanh, nó đi nhanh quá, nó đi làm cho mình trở tay không kịp đó. Còn đa phần những cái cặp khác thì mình đã phân tích đúng hết, các anh chị cũng thấy, xem lại những cái video cũ các anh chị cũng biết nha. Về AU thì các anh chị cũng thấy là cặp này thì tuần trước mình nói các anh chị không nên tiếp tục vào nữa, nhưng mà nó cũng đã lên quá cao rồi. Nhưng mà nếu các anh chị các bạn nào mà dựa vào USD giảm theo phân tích của mình thì các anh chị mà mua lên thì vẫn có được cái lợi nhuận với AU nha. NU thì hôm trước mình kỳ vọng lên trên này, mình vẫn kỳ vọng lên cái vùng trên này, và tuần vừa rồi cũng tăng khá là đẹp, USD giảm dẫn đến NU cũng tăng lên rất là đẹp. Nếu các anh chị các bạn theo tiếp tục tín hiệu buy thì vẫn tốt. Về cái cặp đẹp thì tuần trước mình không có khuyến khích buy EU hoặc là AU nữa, nhưng mà mình vẫn nói các anh chị các bạn có thể là theo dõi EU hoặc GU, thì những cái cặp đó có thể là mang lại lợi nhuận cho các anh chị các bạn tốt hơn, hoặc là UCDF hoặc UK. Một cặp mà tương đối là chính xác, các anh chị thấy là hầu như là chính xác hết đúng không? Nhưng mà chỉ có vàng là mình đi ngược xu hướng, mình bắt đỉnh thôi, nên dẫn đến là cái thua lỗ nó đôi lúc nó nặng quá mà vàng nó lại biến động nhanh quá nên ảnh hưởng nhiều. Còn những cái cặp như UCSF các anh chị thấy là nó đúng theo cái bài bản của mình thôi, về cái vùng nào đó mình hồi về là mình lại sell và mình kỳ vọng đúng như thế này. Các anh chị cứ xem lại những cái video trước mình đã phân tích như thế nào, các anh chị sẽ thấy rõ cái điều đó mà, đúng không? Mình đã phân tích rất nhiều những cái cặp này theo xu hướng, cặp nào theo xu hướng mình nói theo xu hướng, cặp nào bắt đỉnh mình nói bắt đỉnh, cặp nào bắt đáy mình nói bắt đáy, mình cho các anh chị các bạn tham khảo. Nhưng mà tuần vừa rồi đa phần những cặp theo xu hướng đã chính xác khá là nhiều và đã mang lại lợi nhuận cho các anh chị các bạn. Nếu mà các anh chị nào mà theo UCDF cũng khá là đẹp nha. Về dòng G thì tiếp tục tăng trong một tuần vừa rồi các anh chị thấy đây, và cũng đúng theo những cái gì mình phân tích từ cái thời điểm mà các anh chị cũng thấy là mô hình đỉnh đáy này, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước dưới đây, và tiếp tục tạo lập những cái đáy này, và các anh chị mua được cái vùng giá tốt. Và bây giờ các anh chị thấy không, mình đi đúng xu hướng, mình đánh đúng xu hướng, và cái cặp này còn đẹp. Với cái dấu hiệu này các anh chị mà mua được giá tới, các anh chị cứ giữ đi, tại vì nó đang trong cái mô hình đẹp lắm. Đối với dòng G đang trong mô hình đẹp, nằm trên EMA 20 này, nằm trên đám mây và đang tiến sát đến những cái vị trí phá vỡ cái kháng cự này. Thường thường cái kháng cự này rất dễ bị phá vỡ các anh chị ạ. Nên là GU nếu các anh chị mà mua được cái giá tốt thì các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ cho mình nhá. Con này cũng khá là đẹp, đang tiếp tục theo xu hướng bay trong thời gian tới và có thể là còn đà tăng nữa nhá. Đó, đây là những cặp đẹp. Những cặp đẹp mình đã nhắc đi nhắc lại với các anh chị các bạn rất là nhiều trong những cái video phân tích hàng tuần của mình. Thì các anh chị cần phải xem lại những cái video đó để biết được là mình tại sao mình phân tích xu hướng như thế nào và những cái cặp mình giải lệnh như thế nào. Tiếp theo là GG cũng là một cặp mà mình đã hướng đến cho các anh chị các bạn, và nó cũng đang đi, tuần vừa rồi không có biến động mạnh nhưng mà nó cũng đang có những tín hiệu tích cực. Nó đã đóng cửa trên đám mây Ichimoku và kỳ vọng trong tuần tới nó sẽ đi lên những cái vị trí này. Thì GG cũng là một cặp mà các anh chị các bạn đẹp trong tuần này, các anh chị các bạn nên quan tâm và tiếp tục mua lên nha. Thì cái vị trí top loss của GG thì có hai vị trí. Thứ nhất là mọi người có thể top loss ở đây với giờ giao dịch xa
giao dịch dài hạn, còn có những stop loss ở đây trong giao dịch ngắn hạn. Hai vị trí này kỳ vọng thì lên trên này, và mình chỉ có ưu tiên buy, không có ưu tiên sell. Đó, các anh chị thấy là những cái dấu hiệu như thế nằm trên EMA 20-50, nằm trên EMA Ichimoku. Và cái quan trọng là có mô hình đỉnh đáy này, tiếp diễn mô hình này này. Đó, đã đang hỗ trợ cho một cái xu hướng tăng. Thì những cặp này là theo xu hướng thì các anh chị các bạn cần chú ý nhá. Và cũng đang có những cái tín hiệu khá là tích cực. Một cái cặp tiếp theo là ECDF. ECDF thì tuần vừa rồi không có biến động nhiều, coi như là nó sideways. Nhưng mà cái yếu tố của cặp này phần đang ủng hộ cho xu hướng tăng, đó là nó là vượt qua đám mây Ichimoku nằm trên EMA 20. Thì ở đây cái vị trí các anh chị top loss ở đây đối với ECDF là cần thiết nhá, khi các anh chị tham gia. Và cặp này mình thấy cũng đang khá là đẹp, các anh chị hoàn toàn có thể tham gia theo cái xu hướng này. Và ECDF nó biến động không có nhiều nên hoàn toàn các anh chị có thể tham gia. Và đây là những cái tín hiệu đầu sóng, có thể là tiếp tục mua nắm giữ ECDF trong dài hạn nha mọi người. Một cặp mà cũng tương đối là đẹp trong tuần vừa rồi và đã có được lợi nhuận, đó là nó đã đi xuống đến cái vùng dưới đây, vùng kháng cự này. Và các anh chị các bạn cũng thấy là những cái gì mình đã nói hôm trước, đó là nó hồi về EMA 20-50 từ cái vị trí ở trên này và tiếp tục mình bán xuống ở đây là được một con sóng rồi. Và với cái lực như thế này thì khả năng nó sẽ phá luôn cái mức hỗ trợ này và nó đi xuống những cái vùng tiếp theo nha. Mọi người có thể là kỳ vọng đến những cái vùng tiếp theo của nó, ví dụ như vùng này hoặc vùng dưới đây. Thì đây là những cái vị trí hướng đến của UK trong thời gian tới, khả năng còn hướng tới nữa nha. Một cái cặp nữa, đó là mình cặp GA. GA thì cũng là một cái dạng của bắt đáy. Thì tuần vừa rồi nó về nó đã quét đáy một lần. Các anh chị thấy quét đáy cái vùng này, thì những anh chị các bạn nào giải lệnh đáy thì đã khá là tốt và cũng có thể là kiếm được lợi nhuận. Tại vì ở những cái vùng này nó quét đáy thì nó lại đi lên, nên các anh chị thấy này đã kiếm được lợi nhuận với GA. Đối với những cái gì nào mà bắt đáy GA nha, cũng khá là đẹp. Thì tuần vừa rồi chung quy lại thì mình chỉ bị con vàng là nặng thôi, tại vì vàng lên thật là khủng khiếp, nói chung là vậy. Mình không thể lường trước được 5 cây nó đi lên rất là mạnh như thế này. Tuy nhiên thì mình vẫn tin tưởng là nó sẽ có phải có những cái đợt sóng hồi, và quan trọng là ai trụ được đến khi nó hồi thôi. Đó, cái điều đó. Với bây giờ hiện tại thì mình sẽ không buy vàng nữa và mình sẽ chờ đợi những cái cơ hội sóng hồi để mình, một là mình có thể là chốt lỗ, hai là mình có thể là gỡ lại những cái gì mà mình đã thua lỗ trước đó. Thì cũng hy vọng là trong ngày tới, mình nghĩ là không phải riêng mình đâu, cũng rất nhiều các anh chị các bạn ở đây cũng trong cái cảnh thua lỗ bị âm rất là nhiều, hoặc là có đã cái tài khoản rồi, không phải mình. Tại vì là lòng tham mà, con người thì phải có lòng tham, và đôi lúc tham và thì mình phải quyết định những cái lúc đó. Nhưng mà quan trọng là mỗi quyết định của mỗi người thì nó sẽ mang lại cho mình cái rủi ro, hoặc là nó trong cái tầm mình có chấp nhận được hay không, đúng không? Chứ còn chẳng có ai mà không tham cả. Khi mà mình đã tham gia vào một cái gì đó thì mỗi cái quyết định của mình, chứ cứ bảo là tại sao lại như vậy, tại sao là lại bắt đỉnh. Nhưng mà các anh chị các bạn thấy là có những lúc nó bắt đỉnh là đúng, có những lúc nó chưa theo ý mình thì mình cũng phải chấp nhận những cái đó. Ví dụ như các anh chị các bạn cứ nghĩ là có những thời điểm như thế này đấy này, những người bắt đỉnh lại tốt, những người bắt chính xác lại kiếm được những cái lợi nhuận khá là tốt, hoặc là những cái lúc nó phá như vậy. Nhưng mà với cái trường hợp con này thì nó đã đi trong một cái thời gian ngắn, nó đi khá là khó lường. Thì những anh chị các bạn tham gia thì cũng phải chấp nhận. Nếu các anh chị các bạn giao dịch thì các anh chị cũng sẽ biết. Còn những người mà cứ bảo là ở trên này tôi tiếp tục tôi mua, thực sự ra người ta nói người ta có thể sâu lợi nhuận, nhưng mà nó chẳng có cái bài bản gì cả mọi người. Thật sự ra vậy. Ví dụ các anh chị phải nói rõ này, ở trên đây mua nhưng mà các anh chị phải top loss ở đâu, đúng không? Thì là các anh chị top loss ở đây, hoặc là ví dụ các anh chị mua ở trên này các anh chị phải có rõ ràng cái điểm đó. Còn giờ sau 3-4 cái tài khoản mà cái kiểu như thế là cứ mua ở vị trí cao, nó cảm thấy nó không thực tế chút nào cả, đúng không? Còn cái việc mà thắng thua thì nó phải phụ thuộc vào mỗi người, nó phải phụ thuộc vào cả quá trình kia, còn nó cũng chưa có khẳng định được trong vài lệnh được. Nên là cũng nói chung là thời gian nào lỗ mình cũng có chia sẻ cho các anh chị các bạn những cái gì mà nó lỗ hoặc là nó thua thì mình cũng nói, còn cái thời gian nào được thì mình cũng nói các anh chị là cam này đẹp được, mình ăn được đó tốt. Thì có những lúc ăn được, có những lúc có lợi nhuận, và cũng sẽ có những lúc thua lỗ, không có sao hết. Miễn là trong cái tầm kiểm soát mình xác định lâu dài với thị trường được, gắn bó với thị trường được. Thì cũng rất mong là tuần rồi những cái anh chị các bạn nào đã bị con vàng thì đang âm thì cũng hy vọng là nó quay đầu trở lại và có thể là kiếm được lợi nhuận cho các anh chị các bạn. Nỗi đau là nỗi đau chung, đúng không? Thua lỗ là thua lỗ chung. Tuy nhiên là có thể hôm nay bạn thua lỗ, ngày mai bạn lại được, không có sao hết. Đã đầu tư thì phải có chấp nhận rủi ro, chứ không có gì là chắc chắn hết. Các bạn chỉ thấy đôi lúc ấy, người ta nói mà cái lúc mà người khác hưng phấn nhất
là có thể là những cái thời điểm đó mình là kiếm được lợi nhuận, đúng không? Chứ còn khi mà ai cũng thấy được điều đó rồi thì đó không còn là cái cơ hội tốt nữa. Đó, cũng hy vọng là các anh chị các bạn sẽ có những cái cách quản lý vốn, quản lý rủi ro mình hợp lý và trong cái tầm, trong cái mình quyết định được, trong cái vòng mình chấp nhận được. Còn là lợi nhuận thì ai cũng muốn kiếm thôi, tiền bạc ai cũng muốn kiếm thôi, nhưng mà phải chấp nhận được cái mức của mình. Cũng mong là tuần tới bạn có thể là hồi mình có thể là kiếm lại lợi nhuận. Rồi thì cái video mình cũng kết thúc ở đây. Thì những anh chị các bạn nào mới xem video mình lần đầu có thể đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để cho các mọi người cùng biết và cùng theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Cũng rất mong là trong thời gian tới có thể là giúp cho các anh chị các bạn có được những cái phân tích tốt, kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Rồi, chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị các bạn giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.